Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã đến với Base Academy. Trong video này sẽ hướng dẫn anh chị cách để tổng hợp sơ đồ tổ chức của công ty, phục vụ cho hoạt động triển khai Base trong thời gian tới. Trước khi hướng dẫn thao tác tổng hợp sơ đồ tổ chức, thì sau đây tôi sẽ giải thích tại sao chúng ta cần tổng hợp sơ đồ tổ chức của các công ty khi thực hiện triển khai Base. Bây giờ tôi sẽ lên hệ thống. Khi chúng ta khởi tạo tài khoản tại hệ thống của Base.vn, thì ngoài thông tin về thành viên, từng thành viên ở đây, thì chúng ta cần phải khai báo thêm các cái phòng ban theo từng group nhân sự tại phần Base Account. Phần khai báo các phòng ban ở đây sẽ phục vụ cho tất cả các thao tác thiết lập sau này, phục vụ cho hoạt động phân quyền và hoạt động phân bổ công việc. Hoặc giả sử chúng ta có app phần mềm tên là WeWork để giao việc, thì ở trên phần mềm WeWork cũng yêu cầu các anh chị cần phải khai báo tất cả các bộ phận phòng ban, các cái team và dự án. Chính vì thế các anh chị cần phải tổng hợp trước cái thông tin này khi mà triển khai phần mềm. Hoặc là ở trên phần mềm truyền thông và thông tin nhân sự có tên là Insight, thì chúng ta cũng phải khai báo tất cả các phòng ban mà chúng ta muốn truyền thông. Hoặc nâng cao hơn, ở hệ thống quản trị thông tin nhân sự thì chúng ta cũng phải cần thiết lập cơ cấu tổ chức để biết rằng là ai làm việc với ai, ai báo cáo cho ai, và trong công ty chúng ta có những bộ phận phòng ban nào. Hoặc là ở những app phần mềm nâng cao hơn, đó là Base Goal, quản trị mục tiêu, thì chúng ta cũng phải phân bổ mục tiêu theo từng bộ phận, theo từng team và theo từng cá nhân. Chính vì thế thao tác tổng hợp cơ cấu tổ chức rất là quan trọng khi triển khai hệ thống Base. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại file tổng hợp này. Nếu công ty anh chị trước đó đã có vẽ sơ đồ tổ chức, thì anh chị hoàn toàn có thể đính kèm cái sơ đồ tổ chức vào cái file có tên là Base Object. Và để đính kèm vào thì anh chị hoàn toàn có thể đưa chuột lên nút tệp này và chọn bản sao. Sau đó thì anh chị sẽ nhân bản thành một cái bản sao riêng cho công ty của mình. Đính kèm cái hình đó vào đây thì coi như là thao tác tổng hợp sơ đồ tổ chức của anh chị đã tương đối hoàn thiện. Tuy nhiên, video này hướng dẫn thêm cho cả những công ty chưa có cơ cấu tổ chức, thì các anh chị có thể xem bài viết hướng dẫn vẽ cơ cấu tổ chức tại đây. Hoặc là anh chị có thể nhìn lên khung sơ đồ tổ chức mẫu ở đây. Thường thì các công ty sẽ chia thành một khối, ở trên là do CEO đứng đầu, dưới đó thì sẽ có các bộ phận, và dưới các bộ phận thì sẽ có các team. Ở dưới đây thì tôi có tổng hợp một cái mẫu sơ đồ tổ chức rồi. Thì có thể là có giám đốc ở trên này, phó giám đốc ở dưới. Dưới phó giám đốc thì sẽ có các bộ phận lớn. Bộ phận có thể là kinh doanh, bộ phận văn phòng, bộ phận sản xuất. Và dưới các bộ phận này sẽ chia thành các team nhỏ. Và yêu cầu của video này đó là trước khi triển khai Base, các anh chị cần phải tổng hợp một sơ đồ tổ chức tương đối giống như thế này. Hoặc là các sơ đồ tổ chức mà anh chị đã có, để cung cấp cho bộ phận triển khai của Base, để các bạn có thể dễ dàng hiểu về công ty của các anh chị. Nếu có thắc mắc trong quá trình tìm hiểu, các anh chị có thể comment ở dưới video này, hoặc là có thể liên hệ và hỏi đáp với bạn tư vấn đang làm việc với công ty các anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe.